Xin chào tất cả các bác nha. Lời tiên thì chúc các bác sẽ có một thời gian và sẽ có những thông tin mới khi xem video của em. Và như tựa đề tối nay sẽ là một chiếc video để chia sẻ cùng giao lưu bác về cái công việc tưới nước giữ ẩm cho những cây cà phê trong giai đoạn đang nuôi trái các bác. Đây là những cây cà phê đang trong giai đoạn nuôi trái, cũng là vào mùa mưa luôn. Nhưng mà ở khu vực cho các bác không biết nào, chứ ở khu vực cho em là nói chung hơn chục ngày nay vẫn không có mưa bác. Đây, tình trạng là mười mấy ngày nay không có thêm mưa bác. Thời tiết cũng rất là khô nóng luôn, chung là đất cũng đã bắt đầu khô rồi. Nói chung là video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng là cách chăm sóc của từng nhà vườn đó. Cứ chia sẻ đến thôi các bác. Thì giờ thì chúng ta tiếp thu, có cái nào chưa được thì ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Đây, vào chủ đề chính luôn. Về cái công việc chủ động tưới nước cho cây cà phê này thì cũng khá là quan trọng bác, bởi vì cái cây cà phê đang trong giai đoạn nuôi trái này, mà nếu mà thời tiết nó kể cả vào mùa mưa nhưng mà nó khô quá bác, khô khoảng 15 đến 20 ngày mà nó khô, nó không có mưa, đất đai nó khô quá thì khả năng cây cà phê của chúng ta phát triển nó sẽ chậm lại bác. Bởi vì đang mùa mưa mà đang giai đoạn, với lại quan trọng nó đang giai đoạn nuôi trái, cây rất là cần nước. Nếu mà khô quá thì chắc chắn là cái quá trình nuôi trái này sẽ bị chững lại, dẫn đến cái trái của cà phê của chúng ta nó bị chậm lại cũng như là nhỏ lại các bác. Nói chung là cái thời tiết như này thì ở khu vực cho em là cũng đã gặp nhiều rồi các bác. Đặc biệt là như năm ngoái này. Thứ nhất là trái nó sẽ lớn chậm lại. Chậm lại thì chắc chắn là sau này chúng ta thu hoạch sẽ muộn rồi, bởi vì nó không theo quy luật mà. Nhưng mà theo quy luật nó vào mùa mưa thì bắt buộc phải mưa chứ. Đáng lẽ bình thường phải mưa bác. Mưa thì trái nó mới to, nó phát triển được. Chứ mà đằng này nó lại không mưa, có cái giai đoạn nó khô bác. Thế là trái cà phê nó lại trứng lại, nó nhỏ, nó không phát triển nữa, nó trứng lại luôn bác. Như vậy thì khả năng là cái trái cà phê nó sẽ chậm phát triển và sẽ thu hoạch muộn các bác. Bình thường thì trái cà phê là cầm tháng 12 dương lịch là bắt đầu thu hoạch, nhưng mà nó lại chậm khoảng 1 đến 2 tháng luôn đấy bác. Rất là chậm luôn, bởi vì nó không có phát triển mà. Giai đoạn nó đang phát triển mà lại không có mưa, không có nước để cho nó phát triển thì chắc chắn nó sẽ không phát triển thôi. Cho nên cái giai đoạn này là chúng ta nếu mà không mưa khoảng 15 đến 20 ngày là chúng ta sẽ hành chủ động tưới nước luôn. Tránh trường hợp là để cây cà phê nó khô, nó kiệt sức quá bác. Với lại là cây cà phê nó còn đang nuôi một lượng cành rất là lớn đó, bởi vì là cành dự trữ cho năm sau mà, vừa nơi quả này vừa nơi cành này, cho nên là nếu mà để khô là khả năng cái cây cà phê chúng ta nó bị kiệt sức rất là cao mà suy cây bác. Đấy bác, hôm qua thì cũng mới mưa được mấy hột nhỏ nhỏ à, không ăn thua bác. Đất mùa mưa mà đất rất là khô luôn này, mà đây ta nếu mà chúng ta không chủ động tưới nước là khả năng cái cây cà phê nó bị suy rất là cao. Bình thường thì trong mùa khô sao cũng được. Mùa khô thì nó không có nuôi quả bác. Mùa khô thì nó không có nuôi quả này, nó cũng không có nuôi cành luôn. Còn mùa mưa, ý là vào trong mùa mưa ấy, là nó còn phải nuôi quả này, rồi nuôi cành này. Đấy, nuôi một lúc hai lần luôn, hai lứa luôn là cây là thiếu nước là khả năng là rất là kiệt sức bác. Nếu mà khô quá là nó bị trứng lại như này luôn bác. Nó cứ nhỏ mãi này à. Còn có nước vào nó mới phồng lên to luôn bác. Có nước vào thì nó mới to được như này. Còn mà giờ mà cứ không có mưa là nó chỉ trứng lại như này thôi. Như vậy là cây cà phê nó sẽ bị chậm lại luôn các bác. Thu hoạch nó sẽ muộn hơn và cũng khả năng cao là cái trái cà phê của chúng ta nó sẽ một nhân rất là nhiều bác. Một nhân ấy, tức là nó không nuôi đủ hai nhân đâu. Nó sẽ nuôi một nhân thôi. Như vậy cái năng suất cũng sẽ giảm luôn. Như vậy là cái công việc chủ động tưới nước giữ ẩm cho cây cà phê kể cả vào mùa mưa là cũng khá là quan trọng bác. Chưa kể là khô quá thì nó cũng dẫn đến bị khô cành luôn bác. Khô cành cũng như là cái cành dự trữ của chúng ta nó sẽ nhỏ bác. Nhỏ và ngắn lắm. Mùa mưa mà lại không mưa. Cái trường hợp này thì năm ngoái ở khu vực cho em có rồi bác. Khu vực chỗ bác biết, nhưng ở khu vực EK Đắk Lắk cho em là năm ngoái là tưới, nói chung là mùa mưa phải tưới 2-3 đợt luôn bác. Tưới giống như mùa khô đấy. Tưới đến nỗi mà mấy cái hồ là cạn luôn mà. Do thời tiết càng ngày càng thay đổi quá. Mùa mưa nó lại mưa muộn. Ok, như vậy là video chia sẻ giao lưu bác về cái công việc chủ động tưới nước cho cây cà phê trong giai đoạn đang nuôi quả này của em, mà chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.